Bản tin COVID-19 ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Cả nước thêm hàng ngàn bệnh nhân. Thông tin mới nhất về giãn cách xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9. Vẫn loay hoay khai báo vì biến động dân cư. Hàng ngàn người ùn ùn tiến vào vùng đỏ ở Hà Nội. Công an Hà Nội công bố đường dây nóng hỗ trợ cấp giấy đi đường. Cửa ngõ Đà Nẵng không ùn ứ khi kiểm tra giấy đi đường bằng mã QR. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thuộc nhóm có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp. Đồng Nai nỗ lực tiêm hết 1 triệu liều vaccine trong 10 ngày. Hà Nội đề nghị có hướng dẫn cụ thể đối với người tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nhiều F0 cách ly tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh chậm được nhận thuốc. Bình Dương nới lỏng giãn cách, cấp thẻ cho người đã tiêm vaccine. Bất ngờ vì được khám bệnh, xét nghiệm và tiêm vaccine miễn phí tận nhà. Nữ sinh ngành y thăm khám cho F0 ở thành phố Hồ Chí Minh từ Quảng Trị. Và rất nhiều tin tức phóng sự khác, kính mời quý khán giả theo dõi bản tin COVID-19 ngày 6 tháng 9 năm 2021 và đặt câu hỏi tương tác trực tiếp cùng biên tập viên Yến Thi vào lúc 20 giờ tối 6 tháng 9 năm 2021 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.